khánh sơn có địa phương là gạt chữ bô diệt sắp rút lầu dân tộc vợ hồ thị là hè ngạ mà nuôi bồn bê la rắc lai chiếm Trút tân từ giúp lầu phải bạ mùa rato dân số là huyện nuôi thụ trong nhà bạc ngạ công tác phục dựng bảo tồn giữa giá trị văn hóa truyền thống cây dạ manu vân bila rắc lai mùa dược huyện chú trọng su đạt dược mùa ai kết quả khích lệ là hè ngạ và tàu tê len đàn đá cánh sơn tà mang à mùa dược thủ tướng chính phủ công nhận có bảo vật quốc gia lễ bổ má bị thi át à tàu, mua dược bộ văn hóa thể thao siêu du lịch, công nhận có di sản văn hóa phi vật thể. A à gai hàng đồ ai ngạ nghi lễ, bà nội phong tục đặc sắc, tụ cỡ nga dư lễ tạ ơn cha mẹ, parano awe ama, bùa ako padai à bà, bà rầu. Gà ngạ biểu bảo tồn số phát huy giá trị văn hóa truyền thống kaya manu bùa, bì la tiki chăng si phát triển du lịch, tụ lâu bạc trong gia bạc ngạ. Huyện Tama tổ chức giữ lớp truyền dạy Pato đánh Mala Atopchar. À đàn đá Patotelen, hát sửa thi Mani Akajokar, à gà thanh thiếu niên đi đề bàn. Tổ chức năm lớp học Sanat de Subunga, và Sanat Raklai gà Paratu Lubetua học viên, tích cực ngạc nghiên cứu, siêu tầm, giữ tư liệu dân ca, dân vũ, nghi âm giữa làng điệu dân ca, sửa thi Raklai. Biên dịch giữ lõa sách gà Anna Ora Manosu văn hóa và giữ dạng rắc Raklai Khánh Sơn. Mô ni trô thụ đoàn bờ Tệ tụ tăng cường thực hiện công tác bảo tồn, số phát huy giá trị văn hóa truyền thống Kayamanu dân tộc Rắc Lai, gắn sự phát triển ngã du lịch, Muia và Gomoda thúc đẩy kinh tế xã hội truyền thống tiêu biểu Kayamanu Rắc Lai, tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ đàn đá và Char Mala, số duy trì những hoạt động tiêu biểu Bol Ngạ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, gắn xị ngạ phát huy giữa giá trị văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán Legesia, Atar Adar, Kayamanubur, Bilatiki, Samuti Địa xây dựng nhà trưng bày huyện gà trưng bày hiện vật, cổ vật văn hóa, sa gam ngạ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc rất Lai, xù gam ngạ phục vụ du lịch,